Ở đây người ta cho 10 gam chất béo được tạo bởi hai axit, đó là axit stearic và axit oleic, tác dụng ở nào ha? Như vậy ở đây chúng ta có hai trường hợp, thầy sẽ khảo sát trường hợp thứ nhất. Giả sử ở đây nó có gốc một gốc C17H35 và hai gốc C17H33 COO, tất cả 3 lần C3H5. Khi chúng ta đi tác dụng với nào ha, thì chúng ta sẽ thu được hai muối. Hai muối đây là gì? Đó là C17H35 COO Na và C17H33 COO Na. Cái này là 1,2. Nhưng ở đây người ta nói là gì? Biết 1 phần 2 x mất màu vừa đủ 0,12 mol brom. Như vậy thì sẽ đồng nhất lên. Như vậy ít chúng ta mà sẽ mất màu sẽ gấp đôi lên là 0,24 mol brom. Như vậy ở đây thầy sẽ gọi số mol của chất béo là A mol, thì đây là A và đây là 2A. Tổng ở đây chúng ta cho là 109,68 gam. Và brom ở đây tác dụng sẽ là 2A. Vì góc này không tác dụng, thằng này không tác dụng, chỉ có C17H33 tác dụng thôi. Ở đây em sẽ tính phân tử khối của C17H33 COONa. Ở đây là bằng 304. Đây là bằng 304. Còn đây là bằng 306. Đây 304, đây là 306 thì ghi nhầm. Rồi. Chúng ta sẽ có như sau, em lấy 109,68. Em chia cho 306 cộng 304 nhân cho 2. Ở đây mình tính được A bằng 0,12. A bằng 0,12 thì nhân 2 lên thì bên này là 0,24. 0,24 đúng không ạ? Đây là brom. Rồi, bây giờ mình hiểu như thế này thì nó đúng với khớp vấn đề rồi. Như vậy ở đây chúng ta tính M nữa là xong. Còn nếu không khớp á, thì em sẽ đổi là hai góc 17,35 và một góc 17,33 là xong. Thế thôi. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tính phân tử khối của thằng này. M lớn ở đây sẽ bằng C17H35. C17H33 tất cả 2. COO tất cả 3, C3H5. Ở đây mình tính là bằng 886. Cái đó chúng ta tính M thôi. Em lấy 886 nhân cho 0,12. Ở đây mình tính được bằng 106,32 gam. Như vậy đúng bây giờ là câu B.